xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, của Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay em xin phép tiếp tục giới thiệu với các bạn, các anh chị những cái dòng xe số phổ thông mà bền và giá cả thì nó cũng mềm mềm để còn phù hợp với lại các tổ chức, các anh chị có những nguồn thu nhập trung bình hiện tại. Xe phổ thông này các bạn, nó được cái nguồn lợi xăng mà cái thời điểm này xăng khá là cao, thì em được những chiếc xe giá mềm nó vừa phải để giới thiệu với các bạn, các anh chị. Và chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, đó là một chiếc xe Honda Rim lùn. Đây là chiếc xe Honda Rim lùn chính hãng của Nhật nha các bạn. Em nó có cái màu nâu, xe còn khá là liền lạc, sạch sẽ, máy móc rất là êm, đề nằm một phát là nổ luôn đó các bạn. Máy móc liền lạc, xe sạch sẽ, màu nâu đẹp, còn đẹp còn sạch sẽ từ trên xuống dưới. Đề nãy cái xe này còn số này em đề vẫn được luôn nè, đụng vô cái nổ luôn đó các bạn, thấy không? Đấy, luôn. Máy nổ rất là nhuyễn. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 51L3 1379, biển số thần tài luôn, rất là đẹp. Và với chiếc xe Honda Rim lùn này thì mình mong muốn bán với giá là 7.700.000 nha các bạn, 7.700.000 cho chiếc xe Honda Rim lùn chính hãng của Nhật. Cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe Honda Way Thái. Chiếc xe Honda Way Thái này thì theo năm tháng thì em thấy rồi, nhưng mà nó đúng là quay thái luôn các bạn. Và giá tiền chiếc xe Honda quay thái này mặc dù nó rất là cũng là tàn theo năm tháng nha các bạn, xấu nha, quay thái nó xấu, còn có chữ Thái Lan là các bạn thấy được rồi, nhưng mà nó xấu, lốp đen, máy móc thì cũng êm thôi, nhưng mà nó xấu hình thức các bạn. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 8.700.000, 8.700.000 cho chiếc xe Honda Way Thái. Way Thái đây là Way Thái 100 nha các bạn. Giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết. Và một kế nữa là một chiếc xe Honda Way A. Chiếc xe Honda Way A này thì đẹp, còn liền lạc, sạch sẽ. Trời mưa thì có thể coi không rõ đi, mong các bạn các chị cứ tới tận nơi để mình coi cho nó rõ ràng hơn. Chiếc xe này em nó mang biển số là 54T50200. Và với chiếc xe Honda Way A này thì mình mong muốn bán với giá là 10.200.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda Way S. Honda Way S màu đen. Honda Way S màu đen, bánh căm thắng đĩa, cũng còn khá là liền lạc, sạch sẽ, green. Và với chiếc xe Honda Way S này hợp zin nguyên bản luôn, thì cái giá của em này khá cao. Em này mang biển số 51R6 5105 này thì mình mong muốn bán với giá là 13.300. Cái này được dán keo nguyên chiếc luôn nha các bạn, nguyên chiếc luôn, dán keo. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các chị, chiếc xe Honda Rim. Đây là chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa. Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số. Xe lốc zin, gấp zin, bô. Nói chung là cái xe này là cái xe khá là liền lạc, zin Thái. Em này mang biển số 59X1 34591. Và với chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số này cũng còn khá là liền lạc này thì mình mong muốn bán với giá là 18 triệu nha các bạn, 18 triệu. Rồi, cảm ơn. Cái nữa này em xin giới thiệu với các bạn, các chị, một chiếc xe Yamaha Sirius RC đời mới. Yamaha Sirius RC đời mới. Xe này thì mặt tình có hệ thống trung xăng điện tử FD rồi, bánh mâm thắng
tỉa, nhưng mà xe mới, đời mới, còn rất là mới luôn, đẹp. Nói chung mấy cái xe này thì các bạn các chị mua là về chạy là rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Phun xăng từ Leslie, em này mang biển số 59F213060, và với chiếc xe Yamaha Sirius RC này thì mình mong muốn bán với giá là 16 triệu 700 nha các bạn. Một chiếc xe zin nguyên bản tuyệt đẹp luôn, chính chủ bao công ty sang tên toàn quốc. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Taiga Pinco 50. Chiếc xe này rất là đẹp, màu xanh trắng rất là đẹp, rất là dễ thương, màu trắng xanh, màu xanh trắng rất là dễ thương luôn. Em này mang biển số 59VA01778, và với chiếc xe 50 thì rất là phù hợp cho các bạn học sinh cũng như là sinh viên hoặc các chị mà đi thì đi chợ thì loanh quanh rất là tiện và tiết kiệm xăng rất nhiều nha các bạn. Và xe nó nhỏ gọn nữa. Và với chiếc xe Pinco 50 này rất là đẹp thì mình mong muốn bán với giá là 8 triệu 800 ngàn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda Clique. Đây là chiếc xe Honda Clique màu trắng đen, còn rất là đẹp, màu trắng đen còn rất là đẹp, máy móc rất là êm luôn, bình đề đầy đủ, đề cái nổ máy móc cho êm luôn, tuyệt vời. Và với chiếc xe Honda Clique này mang biển số 59Y308441, thì với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 8 triệu 800 ngàn nha các bạn. 8 triệu 800 ngàn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là cái chiếc xe Honda Clique màu đen, chiếc xe Honda Clique màu đen tuyền. Hy vọng các bạn các chị hãy tới trực tiếp để trải nghiệm cũng như là test các xe hài lòng.